Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUN TV 57.3. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Á Châu. Kính thưa quý vị, dân chúng tại Jalalabad biểu tình lên án Hoa Kỳ vì vụ bắn chết thường dân. Tin từ Jalalabad, khoảng 2.000 sinh viên tại thành phố Jalalabad đã biểu tình chống Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ khi một người lính của Hoa Kỳ đã bắn chết 16 thường dân Afghanistan, đa số là phụ nữ và trẻ em. Một trung sĩ quân đội Hoa Kỳ đã bị bắt giam, bị cáo buộc là đã đi bộ ra khỏi căn cứ của mình tại tỉnh Kandahar bất an vào giữa đêm hôm Chủ nhật vừa qua và đã bắn chết các dân làng. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết binh sĩ này đã từng bị chấn thương não ở tại Iraq. Những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai phải từ bỏ kế hoạch ký một hiệp ước chiến lược với Hoa Thịnh Đốn, theo đó sẽ cho phép các cố vấn và các lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ có thể ở lại Afghanistan sau năm 2014 khi quân đội nước ngoài rời khỏi quốc gia này. Họ cũng đã kêu gọi trả tự do cho các tù nhân đang bị Hoa Kỳ giam giữ và kêu gọi lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu rời khỏi Afghanistan. Nhiều người khác đã kêu gọi các nhà chức trách Afghanistan tại tỉnh Kandahar truy tố binh sĩ Hoa Kỳ. Hôm nay, Taliban Afghanistan đã đe dọa sẽ chặt đầu binh sĩ Hoa Kỳ để trả thù cho vụ thảm sát 16 thường dân Afghanistan ở miền Nam. Vụ giết người này đã gây ra làn sóng lên án binh sĩ ngoại quốc và người dân Afghanistan đã kêu gọi Hoa Kỳ hãy sớm rút quân. Tổng thống Barack Obama cho biết vụ nổ súng đã làm gia tăng quyết tâm của ông để cho quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, ông Obama cũng cảnh báo không nên vội vã rút hết quân đội Hoa Kỳ đã chiến đấu tại Afghanistan kể từ năm 2001 và thời hạn rút quân vào cuối năm 2014 nên được thực hiện một cách có trách nhiệm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói về vụ bắn người tại Afghanistan và vấn đề Syria, tin từ Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết, Trung Cộng đã bị bất ngờ trước việc một người lính của Hoa Kỳ đã giết 26 thường dân Afghanistan, trong đó có 9 trẻ em và 3 phụ nữ, tại tỉnh Kandahar ở miền nam Afghanistan. Ông Hồng Lỗi nói, Trung Cộng hy vọng Afghanistan sẽ tiếp tục thực hiện công cuộc hòa bình và ổn định. Về vấn đề Syria, ông Hồng Lỗi cho biết, Bắc Kinh không thay đổi lập trường, họ vẫn ủng hộ đề xuất 6 điểm. Đề xuất 6 điểm về giải pháp chính trị đối với vấn đề Syria của Bắc Kinh, kêu gọi chính phủ Syria và tất cả các bên liên quan ngay lập tức ngưng tất cả các hành vi bạo lực, khởi động một cuộc đối thoại bao gồm chính trị, thỏa thuận một lộ trình toàn diện và chi tiết và một thời gian biểu nhằm để cải tổ thông qua tư vấn và được thực hiện càng sớm càng tốt. Trung Cộng cũng tuyên bố hỗ trợ đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập và Liên Hiệp Quốc là ông Kofi Annan trong việc đem lại một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Trung Cộng cũng hỗ trợ các nỗ lực mạnh mẽ của các nước Ả Rập và Liên đoàn Ả Rập để thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Đại sứ Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc, ông Lý Bảo Đông, đã công bố đề xuất 6 điểm tại cuộc hội thảo về Trung Đông của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua. Ông nói rằng Trung Cộng không có tư lợi gì trong vấn đề Syria và không che chắn bất cứ bên nào hoặc cố tình chống đối bất cứ bên nào. Bế mạc phiên hội nghị tham vấn chính trị dân chúng tại Trung Cộng, tin từ Bắc Kinh. Hôm nay, Trung Cộng đã bế mạc phiên họp thường niên của Hội nghị tham vấn chính trị nhân dân Trung Cộng, một cơ quan cố vấn hàng đầu đã được tổ chức song song với phiên họp Đại hội Quốc hội. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các nhà lãnh đạo cao cấp khác của Đảng Cộng sản Trung Hoa đã tới dự lễ bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hơn 2.000 đại biểu đại diện cho các lĩnh vực khác nhau, từ khoa học cho tới thể thao và tôn giáo, đã bỏ phiếu cho một dự thảo nghị quyết phúc trình về công tác của Ủy ban Thường vụ Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Cộng được công bố tại phiên khai mạc vào tuần trước. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Cộng, ông Giả Khánh Lâm đã đọc một bài diễn văn bế mạc ngắn trước khi các nhà lãnh đạo và đại biểu đứng dậy hát bài quốc ca. Sau khi bế mạc, các đại biểu đã kéo ra khỏi đại lễ đường và đổ vào quảng trường Thiên An Môn. Ông Hy Linh, một đại biểu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật cho biết, ông đã hy vọng được thấy thêm nhiều thảo luận về cải tổ chính trị hơn, nhưng đã không có nhiều như ông nghĩ. Phiên họp năm nay là năm cuối cùng trước quá trình chuyển đổi lãnh đạo bắt đầu vào cuối năm nay. Theo dự trù, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ được đưa vào chức vị chủ tịch kế tiếp của nhà nước này.
các nhà phân tích dự trù sẽ có rất ít cải tổ chính trị hay kinh tế thực sự cho tới khi quá trình chuyển đổi nhạy cảm này hoàn tất vào năm tới. Phiên họp Quốc hội hàng năm sẽ bế mạc vào ngày mai. Chủ tịch Trung Cộng kêu gọi quân đội và cảnh sát nỗ lực hơn nữa để bảo vệ sự ổn định xã hội, tin từ Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Cộng ông Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi lực lượng quân đội Trung Cộng và cảnh sát vũ trang hãy nỗ lực hơn nữa để bảo vệ sự ổn định xã hội. Ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương đã đưa ra lời kêu gọi này tại một cuộc họp của các đại biểu của lực lượng quân đội Trung Cộng tới dự Đại hội đại biểu nhân dân. Ông nhấn mạnh, mọi binh sĩ phải nhận thức rằng duy trì ổn định và ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển. Ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh là quân đội và cảnh sát vũ trang phải tập trung vào quốc phòng và xây dựng quân đội cũng như tuân thủ các yêu cầu cơ bản để đạt tiến bộ, trong khi vẫn duy trì sự ổn định. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đã kêu gọi quân đội Trung Cộng và cảnh sát vũ trang ưu tiên xây dựng quân đội về mặt ý thức hệ và chính trị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ông cũng kêu gọi quân đội đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có mặt tại cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Quách Bá Hùng chủ trì. Đường ray xe lửa của Trung Cộng bị sập do đất lún, tin từ Hồ Bắc. Ngành đường sắt của Trung Cộng lại gặp thêm rắc rối mới. Truyền hình nhà nước của Trung Cộng đưa tin các công nhân ở miền Trung Trung Cộng đang phải vật lộn để sửa chữa một đường ray xe lửa cao tốc mới vừa bị sập vào hôm thứ Sáu vừa qua do nền đường bị lún. Trích dẫn lời của chính quyền địa phương, Tân Hoa Xã cho biết mưa lớn đã làm sập một đoạn đường của tuyến đường xe lửa cao tốc dài 291 cây số, dự trù sẽ khai trương vào tháng 5. Tân Hoa Xã nói thêm rằng không có bất kỳ trường hợp thương tích nào. Còn các phương tiện truyền thông địa phương thì đưa tin rằng tai nạn có thể xảy ra vì chất lượng xây dựng kém. Tuyến đường xe lửa Hồ Bắc khi hoàn tất sẽ nối liền thủ phủ Vũ Hán với thành phố Nghi Xương. Giám đốc của Sở Đường sắt Hồ Bắc, ông Wang Yuchan, nói với đài truyền hình nhà nước rằng phần bị sập đã bị rớt một kỳ kiểm tra chất lượng vào đầu năm nay. Ông cũng bác bỏ báo cáo cho rằng đoàn xe lửa đã sẵn sàng để bắt đầu hoạt động vào tháng 5 này. Bộ đường sắt Trung Cộng đã gặp nhiều trở ngại với những vụ bê bối và thiếu sót. Một vụ tai nạn xe lửa cao tốc vào tháng 7 năm 2011 đã làm thiệt mạng 40 người và gây ra lo ngại về sự an toàn của mạng lưới giao thông đường sắt đang phát triển nhanh chóng và đe dọa kế hoạch xuất cảng công nghệ xe lửa cao tốc. Tháng 12 năm ngoái, chính quyền Bắc Kinh đã khiển trách bộ đường sắt vì các tiêu chuẩn an toàn, lỏng lẻo, giải quyết kém các vụ tai nạn vào tháng 7 vừa qua, nhưng cho biết vẫn tiếp tục việc xây dựng đường sắt cao tốc. Núi lửa ở miền Nam Nhật Bản phun trào dữ dội, hiện chưa có thiệt hại gì, tin từ Sakuhajima. Nhà khí tượng Nhật Bản cho biết núi lửa Sakuhajima tiếp tục ngày thứ hai phun trào dữ dội đá và tro nóng, nhưng hiện chưa có thiệt hại lớn nào tại các vùng lân cận. Cơ quan này cho biết ngày hôm qua, núi lửa này đã phun trào mạnh nhất kể từ năm 2009. Núi lửa nằm ở quận phía nam Kagoshima. Nhà khí tượng nói thêm rằng núi lửa đã phun trào liên tục trong 2 năm qua, nhưng đợt phun trào vào ngày hôm qua đã trở nên dữ dội, ném 50cm đá xa gần 2 cây số, xa nhất kể từ năm 2009. Trước tình hình này, nhà khí tượng đã mở rộng cảnh báo phun trào tới các cư dân sống xa hơn từ miệng núi lửa. Đây là vụ phun trào núi lửa hơn 300 lần trong năm nay. Núi lửa Sakuhajima, một trong những núi lửa hoạt động của Nhật Bản, đã bắt đầu hoạt động trở lại từ năm 1955 và luôn luôn hoạt động kể từ đó. Đồ lưu niệm có hình của bà Aung San Suu Kyi được bày bán trước kỳ bầu cử, tin từ Ngưỡng Quảng. Cách đây 2 năm, hình của nhà lãnh đạo phong trào dân chủ Aung San Suu Kyi còn bị chính quyền quân sự Miến Điện cấm in ấn. Nay thì hình của bà được in trên áo thun, ghim cài và trên nhiều vật lưu niệm khác khi đất nước đang vui mừng về việc bà quay lại chính trường sau gần 2 thập niên bị quản thúc tại gia. Một loạt các cửa tiệm bán áo thun trên đường Suegontan ở thành phố Ngưỡng Quảng đã thu được lợi nhuận từ việc bán đồ có hình ảnh của bà Suu Kyi. Một chủ tiệm và cũng là một người ủng hộ bà Suu Kyi có tên là Dao Baby cho biết doanh thu đã tăng lên tới gấp 4 lần trong vòng 4 tháng qua sau khi họ bắt đầu bán áo thun có hình bà Suu Kyi.
Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi hiện đang ra tranh cử cho 48 ghế trong cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 4. Bà Suu Kyi đang ra tranh cử cho một ghế tại Cao Mu, một ngôi làng nghèo khó ở ngoại ô thành phố Ngưỡng Quảng. Bà đã đi khắp nước để thu hút sự ủng hộ cho đảng của bà. Tuy nhiên, bất chấp làn sóng ủng hộ bà Suu Kyi, một số các nhà phân tích cho rằng cần phải mất một thời gian trước khi công chúng hoàn toàn hiểu được làm cách nào họ có thể tham gia vào hoạt động dân chủ. Trong những tháng gần đây, chính phủ dân sự mới có một tuổi đã thực hiện nhiều cải tổ quan trọng như trả tự do cho các tù nhân chính trị, đàm phán hòa bình với các nhóm nổi dậy sắc tộc và tuyên bố sẽ có một cuộc bầu cử trong sạch. Tuy nhiên, Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ vẫn phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm các ứng cử viên ít được biết đến, các cử tri thiếu kinh nghiệm và vẫn còn sợ hãi, cũng như những đối thủ được tài trợ mạnh mẽ mà Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ cáo buộc là đang chơi bẩn. Quý vị vừa theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tiếng Trẻ Hải Ngoại BUNTV 57.3. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.